Sư huynh ổng gặp là ổng thấy ghét rồi, ổng gặp ổng thấy ghét rồi. Ổng nói tu gì mà lười biếng quá, lười biếng. Mà ổng cứ theo ổng nói hoài, ổng nói sư đệ tu sao mà không lo làm, không có lo thằng ngày kinh kệ tụng kinh trì chú gì hết trơn, để tối ngày để tu làm sao đâu mà tôi huynh thấy kiếp này coi chừng đó là quệ để lậm nợ dữ lắm đó. Nói gì nói ổng cũng làm thinh, ổng làm thinh để ổng làm gì quý vị? Ổng làm thinh để ổng trở là ổng quá nói. Nói làm thinh chứ thật ra là ổng đang nói quá nói. Nói với cái gì? Nói với Đức Phật A Di Đà đó. Kêu réo Đức Phật A Di Đà đó. Ổng kêu dữ lắm, ổng kêu không ngừng, ổng kêu bất kể là ai nói gì, ổng lắng nghe Đức Phật A Di Đà, tức là trở về với tự tâm của ổng. Nam mô A Di Đà Phật, trong tự tâm của ổng. Ổng đang nói với chính ổng, đang nói với chính mình. Thành ra cái pháp môn này quý vị nghe quá, ủa tôi đang nói với chính tôi, quý vị thấy tôi có khùng không? Thấy không? Nó đặc biệt, nó khác hơn người, thành ra hay bị chơi khùng khùng điên điên lắm. Do đó mà khi mà nói đến cái trạng thái này, đầu tiên của quý vị chuyển ngộ vào cái chỗ là sáu chữ Di Đà thôi, ngộ thành thật vậy thôi, là quý vị đã bị chơi bay huyền rủa. Không chỉ là đi vào cái trạng thái thật sâu, vào trạng thái thật sâu quý vị còn bị nặng nữa. Cũng như vừa rồi tôi vào trạng thái thật sâu đó, tôi ra tôi ngồi chung với mọi người, tôi chịu đựng là suốt bao nhiêu năm như vậy. Hãy nói chung chịu đựng như vậy thì đối diện với thiên ma dữ dội lắm. Đối diện giết mà nó xây chuyển cái đầu óc, cái trí tuệ của tôi và thân thể này coi như là quá khứ, nó nghiền nát luôn, như cám gì đó. Quay lại trí tuệ chịu không nổi, tôi mới đi thông thả ra với mọi người đến để uống nước, uống trà, để cho nó thư thả. Không nghĩ đến cái chuyện là mình tu, hay hoặc là không nghĩ đến cái chuyện là thiên ma. Mình buông hết, đặng mình nghĩ là mình cũng như người đời vậy thôi, đi ra đây đặng cho nó thông thả giải trí. Nhưng mà tôi dùng nước với mọi người thì nó cứ tấn công tôi xuyên suốt giờ giờ khắc khắc như vậy. Thì nếu mà tôi buông ra, tôi không sống với chánh niệm, với chánh định đó, thì nó tấn công tôi một hồi nữa, nó bao giây tôi chịu không nổi. Mà mọi người xung quanh thì không ai thấy hết. Thành ra lúc đó tôi ngồi giết xiết vô, tôi ngồi tôi gục ngang nặng, mà tôi trì niệm ở chính mình, tôi trì sáu chữ Di Đà vào, hoặc là tôi trì thần chú vào, thì mọi người đang nhìn tôi sao mà kỳ quá, họ nói tôi bị ma, tôi bị lạc pháp gì tùm lum hết trơn. Nói chung nha, chỉ đến đây rồi quý vị còn bị nhiều mũi tên nó bắn còn dữ, rồi cần phải là bước qua cho lẹ để mà bắt đầu là trì chánh định là chính mình. Thì lúc đó quý vị càng khác biệt hơn con người phàm rất là nhiều, khác lắm. Thành ra tại sao Đức Thầy xưng khùng rồi xưng điên, điên này điên của thằng tiên ở trên non núi xuống miền Lục Châu, bởi nó khác hơn người phàm. Thành ra là nó bị chuyện phải giống người phàm thì đâu có bị gì, mà khác khác cái nó bị dữ lắm. Mà nhất là cái thờ buổi cặn bã trong mạt pháp này đó, là thờ buổi này dị đoan không kiến khở thánh đạo trang du. Thời buổi này là cá đạo tà nó đầy hết trơn, làm cho cái đạo thánh phải mù mịt. Bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo chăn du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma du thấy gối. Thành ra ai mà được ở trong cái chặng cuối này một phần thôi là người đó bị không biết là bao nhiêu nạn kiếp rồi đó quý vị. Chỉ bị một phần, hoặc là lọt vô một phần của tu đúng đắn thôi, là nó khác biệt hơn con người, là bị còn dồn dập, nó khác biệt. Nào là tu vậy là không phải, tu yểm thế, tu lười, tu làm sao đó, đủ thứ tu hết trơn á. Mà thôi kệ, người ta nói gì, còn trong chữ tu là mình được rồi, đừng lìa chữ tu. Thì đó, thì cái vị này mới đi ra ngoài đường, đi hàng ngày, đi ở trong chợ, đi dọc đường, đi ngày cũng trì chú vào cái tâm của ngài, chú vào trong tâm, chú hết vào trong đó. Ngài cứ niệm Phật, niệm mãi, niệm cho đến đi lúc về ngài quên giờ, quên khắc, quên hết chân luôn. Chỉ còn có mình ngài, lúc bây giờ đầu óc của ngài nó không còn gì chân, nó quên. Nó quên hết. Nó càng quên thì người ta lại là càng cho ngài là càng khùng.
Thì ở giai đoạn mà tôi công phu từ hồi lúc tôi tu đó giờ đó, tôi hay quên chuyện này chuyện kia lắm, quý vị cũng thông cảm nha. Nhiều khi quý vị không biết là nói lầm cái là quý vị đọa địa ngục, chứ tôi không có phải là trách móc gì quý vị, lầm quý vị đọa địa ngục nói mà sai một câu. Thành ra là ngay giai đoạn này rồi ông sư huynh ổng ghét cái ông sư đệ này quá ghét, xong mà tu cái kiểu gì kỳ mà nói thì lại không chịu nghe nữa, đúng không? Đặc biệt cho mấy người mà họ bây giờ họ hay đó, họ giỏi văn tự gì không biết đó, họ thấy người ta tu vậy họ kêu phải ngay cái lằn của họ mới được, ngay họ chỉ mới được, còn sai cái lằn của họ là họ cho mình là sai, là tà, là ma, là gì đủ thứ hết trơn, không? Quý vị cũng phải nhận ôm lấy hết đi, ôm lấy hết đi, ôm lấy cái đó coi chừng nó trở chuyển là thành của báo rồi ha, chuyển là hết đó, không phải chơi đâu. Thành ra đó thì bắt đầu là cái ông sư đệ đi về, cái sáng là cái ông sư đệ cũng đi nữa, cái ông sư huynh không, ông mới nói sao để không có công phu để mà cái gì, để cứ đi vậy, sáng đi rồi tới trưa tới chiều mới về hoài, giờ để tu như cái kiểu đó là để tu là tội lỗi lắm đó nghe đệ. Rồi cái ông sư đệ ông mới nói sư huynh nè, để năm sau đó vào cái bữa mà mùng 1 Tết đó, giờ đúng 12 giờ đó, để sẽ duyên tịch ở thằng cái miếu đó đó. Ông sư huynh ổng nghe nói cái ổng nổi giận thêm, ổng ghét thêm nữa, ổng nói chàng ơi thở nay tu lùi biến gần chết luôn, mà bữa nay còn thêm cái bệnh đó là nói dốc nữa ha. Cái ổng năm sau ha, vào 12 giờ Tết đồ, ổng nói ổng nhái với ông sư đại thôi chứ không gì hết trơn. Rồi cái ổng cũng trong ngày của tháng qua đồ đặng viết, đặng tới cái ngày đó ổng xài xảy ông sư đại, cho ông sư đại này ổng tỉnh ngộ cái mới được. Cái tới cái ngày giờ đó cái ổng đợi ông sư đại, ổng đợi nha, ổng đã từng giờ ổng nói bữa nay giờ nói cho cái đại này biết một bữa cho đại này tỉnh ngộ cái mới được. Cái ổng đợi sao đâu gần qua 12 giờ luôn, ổng nói ổng tức càng lúc càng tức thêm nữa, thấy không? Bởi vì mình mang cái bệnh là mình ghét người ta, mà mình giận người ta, mà người ta chưa làm gì mình mà trái tim của mình nó đã đảo lộn, đầu óc của mình nó đã đảo lộn, nó chính mình tự hại mình ở giai đoạn. Thì lúc bấy giờ ông sư đệ mới đi về, ổng chả giết ra cổng chứ không thèm đỡ vô chùa nữa. Ổng nói sư đệ có nhớ ngày này là ngày gì không? Cái ông sư đệ nói ngày gì vậy sư huynh? Ông nói chàng ơi, đệ nói năm ngoái đó là vào cái ngày này mùng 1, 12 giờ đệ sẽ viên tịch ở đằng cái miếu đó nè, đệ nhớ không? Nhắn tới nhắn lui đệ nhớ không? Đặng mỏng chọc cái ông sư đệ. Cái ông sư đệ ông mới nói ủa, đệ có nói hả? Ông nói chàng ơi, đệ nói rõ ràng nha, đệ đừng có chối. Cái ông sư đệ nói đệ nói thì đệ làm. Cái ông đi tắm rửa sạch sẽ, cái ông làm lễ hết các chánh điện, rồi cái ông đi lại cái miếu, ông viết lên 4 câu là trung nhật tẩu nhai phường, tâm trung niệm Phật mang, thế nhân đô bất thức, biệt hữu nhất thiên đường. Tức là suốt ngày đi ngoài đường, trong lòng luôn niệm Phật, người đời đều không biết, kiên có 6 chữ Di Đà. Cái chỗ này rất quan trọng nha quý vị, quý vị phải biết. Thì ngài viết xong 4 câu kệ rồi thì bắt đầu ngài ngồi tĩnh tọa, ngài nhập niết bàn. Thì lúc bấy giờ là ông sư huynh ổng, lúc bấy giờ ổng mới hết hồn, ổng tỉnh ngộ ra, ổng mới tỉnh ngộ ra cái cách tu của sư đệ thiệt tình là mình không biết. Thành ra ngày hôm nay đó, nhiều cách tu của mọi người đang tu ở trong tâm, có khi họ tu ở trong phố, trong chợ, thành ra chỗ nào người tu nào đó, tôi nhận thức ra ở từng người, không phải là tôi thành ra tôi ít có khuyến khích họ đi vào chỗ này chỗ kia quan trọng, mà tất cả mọi người đều có chỗ tu cho mình để giải thoát nếu họ nhận định đúng cái pháp đó. Thì lúc bây giờ là ông sư huynh ông mới tỉnh ngộ, ông tỉnh ngộ từ đó tới sau ông mới theo dõi cái chuyện tu hành cho ông, để mà ông sám hối cái lỗi lầm trước kia ông đã hiểu lầm như vậy.
Thì ở đây Đức Thầy cũng dạy cho mình là Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tới độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Chì tâm thì quá ít voi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Gạch tim nè, đem để nó vào thì làm mới khỏi máu đào tuôn dơ. Đầu quý vị hãy tinh tấn, mà quý vị gạch cái tim này mà để Phật mãi mãi, để vào mãi đi. Đừng có nghĩ những chuyện gì dẫn dơ. Dù các pháp có thù thắng đi nữa, thì quý vị đã nghe qua các pháp thì quý vị đã lãnh hội cho hai con đường này. Quý vị không có trung thành với Như Lai tánh của mình, Như Lai tâm của mình. Quý vị hãy trung thành cản cản. Càng trung thành thì quý vị phải càng chịu khổ não, chịu nhồi nhã. Do đó là tôi mong quý vị hãy ngộ giác ở trong chỉ có sáu chữ Di Đà này thôi, chứ không có cái pháp môn nào gọi là cao hơn và mau và lẹ và dễ thành dễ chứng hơn. Đó. Quý vị lãnh hội ở sáu chữ này thì cũng như tôi thường nói qua, quý vị hãy nghe, lắng nghe lại chính mình, lắng nghe chính mình. Mua bán cũng vậy, hãy lắng nghe cho kỹ ở chính mình. Đó. Đi đứng nằm ngồi cũng đi ở trong, cũng thường giác, cũng thường thấy, thường nhận, thường nhận sáu chữ Di Đà cho thiệt là rõ ràng. Ngồi trên xe cũng không có chướng ngại gì đối với vị. Ngồi trên xe sáu chữ này vẫn luân chuyển, vẫn luân chuyển cho đến rốt ráo quý vị không còn biết hai bên con đường này là gì. Nhưng mà trong trạng thái này quý vị cũng sáng suốt và tỉnh thức, cho nên trong cái việc quý vị chạy xe, quý vị cũng phải là không có bị chướng ngại trong sự sáng suốt đó. Có nhiều vị không biết sáu chữ Di Đà này đó là nhập sâu vào quá à, chạy xe đó nhiều khi nó cũng chưa có đủ cái trí thức để nhận đó, nhận sâu vào quá nó quên đi hết rồi, xe của người ta qua đường đông rồi đó, quý vị không biết rồi nó không cẩn thận cái tay lái chính mình cũng là gây cái tai nạn. Thì trong các pháp đó cũng đều phải sáng suốt, ở đâu cũng vậy. Thì cũng chúc cho quý vị thành công ở trong sáu chữ Di Đà này. Sáu chữ Di Đà là chỗ trật tự, chỗ duy nhất, chỗ chân tâm thường hay lao sao lộn xộn. Nhưng sáu chữ Di Đà này quý vị niệm là sắp xếp lại trật tự hết. Cũng như vừa qua tôi nói vào về cái hai cái thức đó, là thức âm và thức dương đó. Sáu chữ Di Đà vừa phát lên liền hy hữu, liền khác biệt, liền sắp xếp trật tự. Tại sao tôi nói trật tự? Tôi nói bằng ngoài cái văn tự chứ tôi không nói bằng ở trong cái văn tự. Tại vì quý vị thả ra bung ra cái thiền đó là bắt đầu là nó loạn xạ hết trơn, nó cái luồng khí của quý vị đi loạn xạ hết trơn. Luồng khí mà đi loạn xạ này là làm cho quý vị rất là khó chịu. Nào là thân thể nặng nề, nào là chảo ở dưới lên đó, rồi nào là những luồng sóng của bắt thức nó nổi dậy liên tục liên tục liên tục. Nhưng mà quý vị cắt lên sáu chữ Di Đà liền đứng lại là trật tự rõ ràng, bắt đầu ngưng lại, ngưng lại trật tự đâu đó rõ ràng hết, đúng là sáu chữ này di diệu. Thì ở đây tôi cũng chỉ thêm cho quý vị tại sao lại sáu chữ này trật tự, cũng như quý vị thả bung ra thiền không có niệm Phật gì hết. Thì cái vòng quay của cái thức mà thức âm đó nó quay như thế này nè, nó quay đưa như vậy nè, coi như nó xả ra không đó, nó không có chứa đựng, thành ra nó xả rồi nó quay rất là lẹ luôn, nó quay lẹ đó. Nó quay không, quý vị là theo mà còn 98 phần trí tuệ là quý vị chịu không nổi với cái tần số quay này đâu, quý vị buông như hết. Mặc dù quý vị buông chứ không có chủ vào chỗ đó chút xíu nào để cho nó quay thoải mái đi, nhưng mà quý vị cũng chịu không nổi đâu. Tại vừa quay rất là lẹ mà quay không biết làm sao đâu mà quá nhiều luôn, tại quá khứ tiền kiếp quý vị nó quay rất là lẹ. Rồi lúc bây giờ tôi mới cắt lên thử Nam Mô A Di Đà Phật thử thôi, thì cái dòng quay này bắt đầu ngưng lại, ngưng quay lại, nó ngưng quay lại, thì nó ngưng quay là bắt đầu là ông chủ ông sắp xếp sắp lại cho quý vị là cái thức dương, tức là cái thức của tịnh độ đó. Bắt đầu là cái thức này nó quay, hồi nãy quay theo dòng này phải không,
Còn bây giờ đó là thức tỉnh độ quay ngược lại, quay ngược dòng lại, quay ngược tức là thu là hồi nãy cái gì xả ra, cũng như là đi đến con đường này cảnh gì, đi đến đường kia cảnh kia, đến đường nọ cảnh nọ, hồi nãy cái thức thiền đó xả ra, bây giờ cái thức của tỉnh độ nó quay trở ngược là y như tần số hết ngộ vậy đó, không có sai tí nào hết. Hồi nãy coi như là thu và đem vào hết, không có cho cái gì bung ra hết. Thành ra ngay chỗ này quý vị tu tịnh độ nó, ủa sao mà tu tịnh độ không có thấy cảnh gì chứ? Tại vì cái pháp của tịnh độ này bắt là hết luôn, không có cho một cái sự mà thiên biến dạng quá của tám thức nó bung ra quá nhiều. Cảnh giới ma cũng đều bớt là hết luôn, quý vị thành công ở trong tự tại an nhàn nữa, ở trong sáu chữ Di Đà này nó dư diệu như vậy. Rồi bắt đầu là thu cho đến hết, hết luôn, thu không còn một cái gì của cái thức thiền hồi nãy đã xả ra đó. Bao nhiêu tiếng đồng hồ thì quý vị cũng phải ngồi công phu lại cho đầy đủ để mà cái thức của tịnh độ này thu là hết, đem trở về hết. Bắt đầu là đem trở về thì không còn xả ra nữa đó. Thì lúc đó quý vị trở nên nhẹ nhàng lại, từ đó tới sau nhẹ nhàng đó. Tại trong này những cái trạng thái bắt đầu là dần dần của tịnh độ, trạng thái nào ra trạng thái nấy, chậm là hết. Ở giờ quý vị đã còn dính vào một cái sự phần của thiền ở giai đoạn này, bắt đầu cũng có những cái phần của trạng thái, nhưng mà trạng thái nó đặc biệt, nó chậm lại. Và những trạng thái nó cũng có những trạng thái của ghê gớm. Tại vì quý vị đạt được cái chiều quá sâu thì cảnh giới cũng quá dữ, chứ không phải hiền đó. Thì mong rằng quý vị hãy gắng giữ gìn, gắng chuyên trì, gắng tin tưởng, và không để cho ai làm lung lay ở trong sáu chữ Di Đà này. Chỉ có sáu chữ Di Đà này là làm cho quý vị được an nhàn và hạnh phúc và mau lẹ chắc chắn, và được ở trên nấc thang cao ở cõi tịnh độ. Đức Phật nói như thế này, chắc chắn một điều như vậy. Hôm nay Như Lai trịnh trọng nói một câu này, giảng sanh đồng nghĩa với thành Phật, tức là giảng sanh là thành Phật. Đức Phật nói nhắn đi nhắn lại như vậy. Rồi Đức Phật mới kể tại sao giảng sanh là thành Phật. Bởi vì những người giảng sanh đi về đó, ở trên một cái ngôi báo cao của đài sen, chung quanh toàn là các vị Bồ Tát đó. Rồi Đức Phật mới nói là người này sẽ hàng ngày nghe các vị Bồ Tát, rồi sống ở trong cảnh giới đó. Rồi các vị này đó hàng ngày, rồi bắt đầu là đầy đủ hết nhẫn nhục, nó vượt qua hàng Bắc Thối Bồ Tát, đầy đủ nhẫn nhục. Rồi lúc đó mới thành Phật và thăng thăng biến hóa khắp mười phương để đầu chúng sanh. Thành ra Đức Phật nói là giảng sanh đồng nghĩa với thành Phật. Thì cái pháp môn mà thiền đó, thì tôi nói với quý vị nghe, pháp môn thiền không phải người tu theo Phật thì gọi là tu thiền đến chỗ rồi phải về Phật, mà pháp môn này là tự mình đến rồi tự mình đi. Nếu mà pháp môn này thành Phật thì ngày xưa Đức Phật dạy biết là bao nhiêu người chứng quả. Tại sao có Tu Đà Hoàng, A La Hàm, Tư Đà Hàm, A La Hán, rồi Thanh Văn Viên Giác, tại sao không chứng hết thành Phật mà thời đó có Đức Phật, rồi trải qua các vị tổ cho đến là Lục Tổ Huệ Năng đó. Ngày dạy lúc đó cũng pháp môn thiền, mà quý vị tính ra cũng không có bao nhiêu người, toàn là những người chứng ở trong cái pháp môn thiền này toàn là những vị Bồ Tát đại trí tuệ không có chứng nổi. Cho đến là cái ông mà coi như là ông Pháp Đạt đó, cuối cùng người quý vị biết cái tầng thiền của ông là ông nguyện ông về cõi trời của Đâu Sức, nhưng mà cuối cùng ông đến cõi trời Dạ Ma. Tại vì ông mới than lúc bấy giờ ông sắp sửa tạch trời, ông dòm lên trên trời, ông thấy các vị tiên ở cõi trời Dạ Ma hiện ra, ông mới than, ông nói ta muốn đi, ta hết sức là cố gắng để mà đi về cõi trời Đâu Sức để gặp Đức Thế Tôn Di Lặc, mà bây giờ là tầng thiền của ta chỉ đến cõi trời Dạ Ma thôi. Rồi cũng nhiều vị khác cũng là tính về cõi trời Di Lặc, nhưng mà hai sư huynh đó tu cũng nguyện là đi về cõi trời đó, nhưng mà trong khi đi thì ông sư huynh ổng đi về cái cõi trời kêu bằng cõi trời gì đó tôi cũng quên rồi. Rồi ông mới đợi ông sư đệ sao mà ông dòm, dùng thiên nhãn ông dòm thì gặp sư đệ cũng nằm ở trong cõi trời Dạ Ma đang đi ở trong. Tại vì tầng thiền của mỗi người đến đâu thì đi đến đó,
chứ không phải là mình tu theo Phật, theo tổ thì mình nói những câu đó, hay hoặc là hành công phu đến cái trạng thái gì đó thì mình gọi là mình đã thành Phật hay hoặc kiến tánh. Cái chuyện này quý vị còn thua trí tuệ của các vị ngài pháp đạt đồ nhiều lắm, mà mấy vị này chỉ tới cõi trời dạ ma thôi. Thì quý vị kể tính coi quý vị tầng thiền quý vị hiện giờ đã tới đâu rồi, đúng không? Ngay cả ngài pháp đạt nhìn vào còn biết vị tiên nể cõi trời nào nữa, mà còn mà chưa qua khỏi đây quý vị bây giờ đã nhìn được cái gì đó. Thành ra tôi mong quý vị hãy ngộ nhận, và thật là nhiều vị cũng hù thờ tổ cũng vậy, cũng trở về cõi trời dạ ma, có vị lại là đọa vào bào thai của những người khác nữa, chứ không có được về cõi trời nữa. Thành ra quý vị đó, tôi mong quý vị hãy tinh tấn ở trong cái pháp môn sáu chữ Di Đà mà ngày hôm nay quý vị đã có duyên được gặp. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vì vừa qua tôi Văn Tuấn cũng đau lời chia sẻ rất là nhiều với những cái Phật pháp, cũng thay lời của bà con. Tiếp theo thì ví dụ có ai hỏi câu hỏi nào cho tôi đặt lên để sư huynh từ vô sự hiểu biết của mình để chia sẻ với các bà con. Trong hiện tại bây giờ ông sư huynh ông gặp là ông thấy ghét rồi, ông gặp ông thấy ghét rồi, ông nói tu gì mà lười biếng quá lười biếng, mà ông cứ theo ông nói hoài, ông nói sư đệ tu sao mà không lo làm, không có lo thằng ngày kinh kệ tụng kinh trì chú gì hết trơn, để tối ngày để tu làm sao đâu mà tôi huynh thấy kiếp này coi chừng đó là quệ để lậm nợ dữ lắm đó. Nói gì nói ổng cũng làm thinh, ổng làm thinh để ổng làm gì quý vị? Ổng làm thinh để ổng trở là ổng quá nói. Nói làm thinh chứ thật ra là ổng đang nói quá nói. Nói với cái gì? Nói với Đức Phật A Di Đà đó. Kêu réo Đức Phật A Di Đà đó. Ổng kêu dữ lắm, ổng kêu không ngừng, ổng kêu bất kể là ai nói gì, ổng lắng nghe Đức Phật A Di Đà, tức là trở về với tự tâm của ổng. Nam Mô A Di Đà Phật trong tự tâm của ổng. Ổng đang nói với chính ổng, đang nói với chính mình. Thành ra cái pháp môn này quý vị nghe quá, ủa tôi đang nói với chính tôi, quý vị thấy tôi có khùng không? Thấy không? Nó đặc biệt, nó khác hơn người, thành ra hay bị chơi khùng khùng điên điên lắm. Do đó mà khi mà nói đến cái trạng thái này, đầu tiên cũng gì chuyển ngộ vào cái chỗ là sáu chữ Di Đà thôi, ngộ thành thật vậy thôi, là quý vị đã bị chơi bay huyền rũa. Không chỉ là đi vào cái trạng thái thật sâu, vào trạng thái thật sâu quý vị còn bị nặng nữa. Cũng như vừa rồi tôi vào trạng thái thật sâu đó, tôi ra tôi ngồi chung với mọi người, tôi chịu đựng là suốt bao nhiêu năm như vậy. Hãy nói chung chịu đựng như vậy thì đối diện với thiên ma dữ dội lắm. Đối diện giết mà nó xây chuyển cái đầu óc, cái trí tuệ của tôi và thân thể này coi như là quá khứ luôn, nghiền nát luôn, cám gì đó. Quay lại trí tuệ chịu không nổi, tôi mới đi thông thả ra với mọi người đến để uống nước uống trà để cho nó thư thả, không nghĩ đến cái chuyện là mình tu hay hoặc là không nghĩ đến cái chuyện là thiên ma. Mình buông hết, đặng mình nghĩ là mình cũng như người đời vậy thôi, đi ra đây đặng cho nó thông thả giải trí. Nhưng mà tôi dùng nước với mọi người thì nó cứ tấn công tôi xuyên suốt giờ giờ khắc khắc như vậy. Thì nếu mà tôi buông ra, tôi không sống với chánh niệm với chánh định đó, thì nó tấn công tôi một hồi nữa, nó bao giây tôi chịu không nổi, mà mọi người xung quanh thì không ai thấy hết. Thành ra lúc đó tôi ngồi
giết xiết vô tôi ngồi tôi gục ngang nặng mà tôi trì niệm ở chính mình, tôi trì 6 chữ Di Đà vào hoặc là tôi trì thằng chú vào, thì mọi người đang nhìn tôi sao mà kỳ quá, họ nói tôi bị ma, tôi bị lạc pháp gì tùm lum hết trơn. Là nói chung nha, chỉ đến đây rồi quý vị còn bị nhiều mũi tên nó bắn còn dữ hơn. Rồi cần phải là bước qua cho lẹ để mà bắt đầu là trì chánh định là chính mình, thì lúc đó quý vị càng khác biệt hơn con người phàm rất là nhiều, khác lắm. Thành ra tại sao đức thầy xưng khùng rồi xưng điên, điên này điên của thằng tiên ở trên non núi xuống miền Lục Châu, bởi nó khác hơn người phàm, thành ra là nó bị chuyện phải giống người phàm thì đâu có bị gì, mà khác khác cái nó bị dữ lắm. Mà nhất là cái thờ buổi cặn bã trong mạt pháp này đó, là thờ buổi này dị đoan không kiến khở thánh đạo chăn du, thờ buổi này là các đạo tà nó đầy hết trơn, làm cho cái đạo thánh phải mù mịt. Bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo chăn du, người tâm trí tối đen đời lắm ma du thấy rối. Thành ra ai mà được ở trong cái chặng cuối này một phần thôi là người đó bị không biết là bao nhiêu nạn kiếp rồi đó quý vị, chỉ bị một phần hoặc là lọt vô một phần của tu đúng đắn thôi là nó khác biệt hơn con người, là bị còn dòn dập, nó khác biệt. Nào là tu vậy là không phải, tu yểm thế, tu lười, tu làm sao đó, đủ thứ tu hết trơn á. Mà thôi kể người ta nói gì, còn trong chữ tu là mình được rồi, đừng lìa chữ tu. Thì đó, thì cái vị này mới đi ra ngoài đường, đi hàng ngày, đi ở trong chợ, đi dọc đường, đi ngày cũng trì chú vào cái tâm của ngài, chú vào trong tâm, chú hết vào trong đó. Ngài cứ niệm Phật, niệm mãi, niệm cho đến đi lúc về ngài quên giờ, quên khắc, quên hết chân luôn, chỉ còn có mình ngài. Lúc bây giờ đầu óc của ngài nó không còn gì chân, nó quên, nó quên hết. Nó càng quên thì người ta lại là càng cho ngài là càng khùng. Thì ở giai đoạn mà tôi công phu từ hồi lúc tôi tu đó giờ đó, tôi hay quên chuyện này chuyện kia lắm, quý vị cũng không cảm gì mà. Nhiều khi quý vị không biết là nói lầm cái là quý vị đọa địa ngục, chứ tôi không có phải là trách móc gì quý vị, làm quý vị đọa địa ngục nói mà sai một câu. Thành ra là ngay giai đoạn này rồi, ông sư huynh ổng ghét cái ông sư đệ này quá ghét, xong mà tu cái kiểu gì kỳ mà nói thì thật lại không chịu nghe nữa, thấy không? Đặc biệt mấy người mà họ bây giờ họ hay đó, họ giỏi văn tự gì không biết đó, họ thấy người ta tu vậy họ kêu phải ngay cái lằn của họ mới được, ngay họ chỉ mới được, còn sai cái lằn của họ là họ cho mình là sai, là tà, là ma, là gì đủ thứ hết trơn, thấy không? Quý vị cũng phải nhận ôm lấy hết đi, ôm lấy hết đi, ôm lấy cái đó coi chừng nó trở chuyển là thành của báo rồi ha, chuyển là hết đó, không phải chơi đâu. Thành ra đó thì bắt đầu là cái ông sư đệ đi về, cái sáng là cái ông sư đệ cũng đi nữa, cái ông sư huynh ông mới nói sao để không có công phu để màng cái gì, để cứ đi vậy, sáng đi rồi tới trưa tới chiều mới về hoài, giờ để tu như cái kiểu đó là để tu là tội lỗi lắm đó nghe đệ. Rồi cái ông sư đệ ông mới nói sư huynh nè, để năm sau đó vào cái bữa mà mùng 1 Tết đó, giờ đúng 12 giờ đó, để sẽ duyên tịch ở đằng cái miếu đó đó. Ông sư huynh ổng nghe nói cái ổng nổi giận thêm, ổng ghét thêm nữa, ổng nói chàng ơi, thở nay tu lùi biến gần chết luôn, mà bữa nay còn thêm cái bệnh đó là nói dốc nữa ha. Cái ổng năm sau ha, vào 12 giờ Tết đồ, ổng nói ổng nhái với ông sư đệ thôi chứ không gì hết trơn. Rồi cái ổng cũng trong ngày của tháng qua đồ đặng viết, đặng tới cái ngày đó đó ổng xài thể ông sư đệ, cho ông sư đệ này ổng tỉnh ngộ cái mới được. Cái tới cái ngày giờ đó cái ổng đợi ông sư đệ, ổng đợi nha, ổng đã từng giờ ổng nói bữa nay giờ nói cho cái đệ này biết một bữa, cho đệ này tỉnh ngộ cái mới được. Cái ổng đợi sao đâu gần qua 12 giờ luôn, ổng nói ổng tức càng lúc càng tức thêm nữa, thấy không? Bởi vì mình mang cái bệnh là mình ghét người ta, mình giận người ta, mà người ta chưa làm gì mình mà trái tim của mình nó đã đảo lộn, đầu óc của mình nó đã đảo lộn, nó chính mình tự hại mình ở giai đoạn. Thì lúc bấy giờ ông sư đệ mới đi về, ổng chả ghét ra cổng chứ không thèm đợi vô chùa nữa,
ổng nói sư đại, sư đại, sư đại có nhớ ngày này là ngày gì không? Cái ông sư đại nói ngày gì vậy sư huynh? Ông nói chàng ơi, để nói năm ngoái đó là vào cái ngày này mùng 1, 12 giờ để sẽ viên tịch ở đằng cái miếu đó nè, để nhớ không, nhắn tới nhắn lui để nhớ không, đặng mà ổng chọc cái ông sư đại. Cái ông sư đại ổng mới nói ủa, để có nói hả? Ông nói chàng ơi, để nói rõ ràng nghe, để đừng có chối. Cái ông sư đại nói ờ, để nói thì để làm. Cái ông đi tắm rửa sạch sẽ, cái ông làm lễ hết các chánh điện rồi cái ổng đi lại cái miếu, ổng viết lên bốn câu là trung nhật tẩu nhai phường, tâm trung niệm Phật mang, thế nhân đô bất thức, biệt hữu nhất thiên đường. Tức là suốt ngày đi ngoài đường trong lòng luôn niệm Phật, người đời đều không biết kiên có sáu chữ gì đà. Cái chỗ này rất quan trọng nha quý vị, quý vị phải biết. Thì ngài viết xong bốn câu kệ rồi thì bắt đầu ngài ngồi tĩnh tọa, ngài nhập niết bàn. Thì lúc bấy giờ là ông sư huynh ổng, lúc bấy giờ ổng mới hết hồn, ổng tỉnh ngộ ra, ổng mới tỉnh ngộ ra cái cách tu của sư đệ thì tình là mình không biết. Thành ra ngày hôm nay đó, nhiều cách tu của mọi người đang tu ở trong tâm, có khi họ tu ở trong phố, trong chợ, thành ra chỗ nào người tu nào đó, tôi nhận thức ra ở từng người, không phải là tôi, thành ra tôi ít có khuyến khích họ đi vào chỗ này chỗ kia quan trọng, mà tất cả mọi người đều có chỗ tu cho mình để giải thoát nếu họ nhận định đúng cái pháp đó. Thì lúc bây giờ là ông sư huynh ổng mới tỉnh ngộ, ổng tỉnh ngộ từ đó tới sau ổng mới theo dõi cái chuyện tu hành cho ông, để mà ông sám hối cái lỗi lầm trước kia ông đã hiểu lầm như vậy. Thì ở đây Đức Thầy cũng dạy cho mình là Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh, xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít voi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, gạch tim nè đem để nó vào thì làm mới khỏi máu đào tuôn rơi. Đầu quý vị hãy tinh tấn, mà quý vị gạch trái tim này mà để Phật mãi mãi, để vào mãi đi, đừng có nghĩ những chuyện gì dẫn dơ. Dù các pháp có thù thắng đi nữa thì quý vị đã nghiêng qua các pháp, thì quý vị đã lãnh hội cho hai con đường rồi. Quý vị không có trung thành với Như Lai tánh của mình, Như Lai tâm của mình, quý vị hãy trung thành cẳng cẳng. Càng trung thành thì quý vị phải càng chịu khổ não, chịu nhồi nhã. Do đó là tôi mong quý vị hãy ngộ giác ở trong chỉ có sáu chữ Di Đà này thôi, chứ không có cái pháp môn nào gọi là cao hơn và mau và lẹ và dễ thành dễ chứng hơn. Đó. Quý vị lãnh hội ở sáu chữ này thì cũng như tôi thường nói qua, quý vị hãy nghe, lắng nghe lại chính mình, lắng nghe chính mình. Mua bán cũng vậy, hãy lắng nghe cho kỹ ở chính mình. Đi đứng nằm ngồi cũng đi ở trong, cũng thường giác, cũng thường thấy, thường nhận, thường nhận sáu chữ Di Đà cho thiệt là rõ ràng. Ngồi trên xe cũng không có chướng ngại gì đối với quý vị, ngồi trên xe sáu chữ này dẫn luân chuyển, vẫn luân chuyển cho đến rốt ráo quý vị không còn biết hai bên con đường này là gì. Nhưng mà trong trạng thái này quý vị cũng sáng suốt và tỉnh thức, cho nên trong cái việc quý vị chạy xe, quý vị cũng phải là không có bị chướng ngại trong sự sáng suốt đó. Có nhiều vị không biết sáu chữ Di Đà này đó là nhập sâu vào quá, chạy xe đó nhiều khi nó cũng chưa có đủ cái trí thức để nhận, đó là nhận sâu vào quá nó quên đi hết rồi, xe của người ta qua đường đông rồi đó quý vị không biết, rồi nó không cẩn thận cái tay lái chính mình cũng là gây cái tai nạn. Thì trong các pháp đó cũng đều phải sáng suốt, ở đâu cũng vậy. Thì cũng chúc cho quý vị thành công ở trong sáu chữ Di Đà này. Sáu chữ Di Đà là chỗ trật tự, chỗ duy nhất, chỗ chân tâm thường hay lao sao lộn xộn,
nhưng sáu chữ chia đà này quý vị niệm là sắp xếp lại trật tự hết. Cũng như vừa qua tôi nói vào về cái hai cái thức đó là thức âm và thức dương đó, sáu chữ di đà vừa phát lên liền hy hữu, liền khác biệt, liền sắp xếp trật tự. Tại sao tôi nói trật tự? Tôi nói bằng ngoài cái văn tự chứ tôi không nói bằng ở trong cái văn tự. Tại vì quý vị thả ra bung ra cái thiền đó là bắt đầu là nó loạn xạ hết trơn, nó cái luồng khí của quý vị đi loạn xạ chứ. Luồng khí mà đi loạn xạ này là làm cho quý vị rất là khó chịu. Nào là thân thể nặng nề, nào là chảo ở dưới lên đó. Rồi nào là những luồng sóng của bát thức nó nổi dậy liên tục liên tục liên tục. Nhưng mà quý vị cắt lên sáu chữ di đà liền đứng lại là trật tự rõ ràng, bắt đầu ngưng lại, ngưng lại trật tự đâu đó rõ ràng hết. Đúng là sáu chữ này di diệu. Thì ở đây tôi cũng chỉ thêm cho quý vị tại sao lại sáu chữ này trật tự. Cũng như quý vị thả bung ra thiền không có niệm Phật gì hết, thì cái vòng quay của cái thức mà thức âm đó nó quay như thế này nè, nó quay đưa như vậy nè, coi như nó xả ra không đó, nó không có chứa đựng, thành ra nó xả rồi nó quay rất là lẹ luôn, nó quay lẹ đó. Nó quay không quý vị là theo mà còn 98 phần trí tuệ là quý vị chịu không nổi với cái tần số quay này đâu. Quý vị buông như hết, mặc dù quý vị buông chứ không có chủ vào chỗ đó chút xíu nào để cho nó quay thoải mái đi, nhưng mà quý vị cũng chịu không nổi đâu. Tại vì quay rất là lẹ mà quay không biết làm sao đâu mà quá nhiều luôn, tại quá thứ tiền kiếp quý vị nó quay rất là lẹ. Rồi lúc bây giờ tôi mới cắt lên thử Nam Mô A Di Đà Phật thử thôi, thì cái dòng quay này bắt đầu ngưng lại, ngưng quay lại, nó ngưng quay lại, thì nó ngưng quay là bắt đầu là ông chủ ông sắp xếp sắp lại cho quý vị là cái thức dương, tức là cái thức của tịnh độ đó. Bắt đầu là cái thức này nó quay, hồi nãy quay theo dòng này phải không, còn bây giờ đó là thức tịnh độ quay ngược lại, quay ngược dòng lại, quay ngược tức là thu là hồi nãy cái gì xả ra, cũng như là đi đến con đường này cảnh gì, đi đến đường kia cảnh kia, đến đường nọ cảnh nọ, hồi nãy cái thức thiền đó xả ra, bây giờ cái thức của tịnh độ nó quay trở ngược là y như tần số hết ngộ vậy đó, không có sai tí nào hết. Hồi nãy coi như là thu và đem vào hết, không có cho cái gì bung ra hết. Thành ra ngay chỗ này quý vị tu tịnh độ nó ủa sao mà tu tịnh độ không có thấy cảnh gì chứ, tại vì cái pháp của tịnh độ này bắt là hết luôn, không có cho một cái sự mà thiên biến dạng quá của tám thức nó bung ra quá nhiều. Cảnh giới ma cũng đều bớt là hết luôn quý vị, thành công ở trong tự tại an nhàn nữa, ở trong sáu chữ chi đà này nó dư diệu như vậy. Rồi bắt đầu là thu cho đến hết hết luôn, thu không còn một cái gì của cái thức thiền hồi nãy đã xả ra đó. Bao nhiêu tiếng đồng hồ thì quý vị cũng phải ngồi công phu lại cho đầy đủ để mà cái thức của tịnh độ này thu là hết, đem trở về hết. Bắt đầu là đem trở về thì không còn xả ra nữa đó. Thì lúc đó quý vị trở nên nhẹ nhàng lại, từ đó tới sau nhẹ nhàng đó. Tại ở trong này những cái trạng thái bắt đầu là dần dần của tịnh độ, trạng thái nào ra trạng thái nấy, chậm là hết. Ở giờ quý vị đã còn dính vào một cái sự phần của thiền ở giai đoạn này, bắt đầu cũng có những cái phần của trạng thái, nhưng mà trạng thái nó đặc biệt, nó chậm lại. Và những trạng thái nó cũng có những trạng thái của ghê gớm, tại vì quý vị đạt được cái chiều quá sâu thì cảnh giới cũng quá dữ chứ không phải hiền đó. Thì mong rằng quý vị hãy gắng giữ gìn, gắng chuyên trì, gắng tin tưởng và không để cho ai làm lung lay ở trong sáu chữ di đà này. Chỉ có sáu chữ di đà này là làm cho quý vị được an nhàn và hạnh phúc và mau lẹ chắc chắn và được ở trên nấc thang cao ở cõi tịnh độ. Đức Phật nói như thế này, chắc chắn một điều như vậy. Hôm nay Như Lai trịnh trọng nói một câu này, giảng sanh đồng nghĩa với thành Phật, tức là giảng sanh là thành Phật. Đức Phật nói nhắn đi nhắn lại như vậy. Rồi Đức Phật mới kể tại sao giảng sanh là thành Phật. Bởi vì những người giảng sanh đi về đó ở trên một cái ngôi báo cao của đài sen, chung quanh toàn là các vị Bồ Tát đó. Rồi Đức Phật mới nói là người này sẽ hàng ngày nghe các vị Bồ Tát, rồi sống ở trong cảnh giới đó,
rồi các vị này đó hàng ngày rồi bắt đầu là đầy đủ hết nhẫn nhục, nó vượt qua hàng Bắc Thối Bồ Tát đầy đủ nhẫn nhục, rồi lúc đó mới thành Phật và thăng thân biến hóa khắp mười phương để độ chúng sanh. Thành ra Đức Phật nói là giảng sanh đồng nghĩa với thành Phật. Thì cái pháp môn mà thiền đó, thì tôi nói với quý vị nghe, pháp môn thiền không phải người tu theo Phật thì gọi là tu thiền đến chỗ rồi phải về Phật, mà pháp môn này là tự mình đến rồi tự mình đi. Nếu mà pháp môn này thành Phật thì ngày xưa Đức Phật dạy biết là bao nhiêu người chứng quả, tại sao có Tu Đà Hoàng, A La Hàm, Tư Đà Hàm, A La Hán, rồi Thanh Văn Viên Giác, tại sao không chứng hết thành Phật mà thời đó có Đức Phật, rồi trải qua các vị tổ cho đến là Lục Tổ Huệ Năng. Ngày dạy lúc đó cũng pháp môn thiền, mà quý vị tính ra cũng không có bao nhiêu người, toàn là những người chứng ở trong cái pháp môn thiền này, toàn là những vị Bồ Tát đại trí tuệ không có chứng nổi. Cho đến là cái ông mà coi như là ông Pháp Đạt đó, cuối cùng người quý vị biết cái tầng thiền của ông là ông nguyện ông về cõi trời của Đâu Sức, nhưng mà cuối cùng ông đến cõi trời Dạ Ma, tại vì ông mới than lúc bấy giờ ông sắp sửa tạch trời, ông dòm lên trên trời, ông thấy các vị tiên ở cõi trời Dạ Ma hiện ra, ông mới than, ông nói ta muốn đi, ta hết sức là cố gắng để mà đi về cõi trời Đâu Sức để gặp Đức Thế Tôn Di Lặc, mà bây giờ là tầng thiền của ta chỉ đến cõi trời Dạ Ma thôi. Rồi cũng nhiều vị khác cũng là tính về cõi trời Di Lặc, nhưng mà hai sư huynh đó tu cũng nguyện là đi về cõi trời đó, nhưng mà trong khi đi thì ông sư huynh ổng đi về cái cõi trời kêu bằng cõi trời gì đó tôi cũng quên rồi. Rồi ông mới đợi ông sư đệ sao mà ông dòm, dùng thiên nhãn ông dòm thì gặp sư đệ cũng nằm ở trong cõi trời Dạ Ma đang đi ở trong. Tại vì tầng thiền của mỗi người đến đâu thì đi đến đó, chứ không phải là mình tu theo Phật, theo tổ thì mình nói những câu đó, hay hoặc là hành công phu đến cái trạng thái gì đó thì mình gọi là mình đã thành Phật hay hoặc kiến tánh. Cái chuyện này quý vị còn thua trí tuệ của các vị ngài Pháp Đạt đồ nhiều lắm, mà mấy vị này chỉ tới cõi trời Dạ Ma thôi. Thì quý vị kể tính coi quý vị tầng thiền quý vị hiện giờ đã tới đâu rồi, đúng không? Ngay cả ngài Pháp Đạt nhìn vào còn biết vị tiên này cõi trời nào nữa, mà còn mà chưa qua khỏi đây quý vị bây giờ đã nhìn được cái gì đó. Thành ra tôi mong quý vị hãy ngộ nhận, và thật là nhiều vị cũng hù thờ tổ cũng vậy, cũng trở về cõi trời Dạ Ma, có vị lại là đọa vào bào thai của những người khác nữa, chứ không có được về cõi trời nữa. Thành ra quý vị đó, tôi mong quý vị hãy tinh tấn ở trong cái pháp môn sáu chữ Di Đà mà ngày hôm nay quý vị đã có duyên được gặp, và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Thì vừa qua Tư Văn Tính cũng đau lời chia sẻ rất là nhiều với những cái quý Phật pháp, cũng thay lời của bà con cảm ơn Tư Văn Tính rất nhiều. Tiếp theo thì ví dụ mình có ai hỏi câu hỏi nào cho tôi đặt lên để Tư Văn từ vô sự hiểu biết của mình để chia sẻ với các bà con. Trong hiện tại bây giờ